Rashford ghi bàn ở Fergie Town, MU giành trọn 3 điểm kịch tính trước West Ham. Bàn thắng ở khoảnh khắc Fergie Town của Rashford giúp MU giành trọn 3 điểm kịch tính trước West Ham trên sân nhà trong khuôn khổ vòng 23 ngoại hạng Anh 2021-2022. 16:53, thông tin lực lượng. Man U, Paul Pogba, Victor Lindelof, Luxa, Eric Bailly vắng mặt. Khả năng ra sân của Ronaldo, Cavani còn bỏ ngỏ. West Ham, Angelo, Bona, Kukrama, Benrahma vắng mặt. Đối đầu và phong độ, Man U bất bại 4 trận gần đây trước West Ham tại Premier League, thắng 3 trận liên tiếp vừa qua. Man U thắng 2, hòa 2, thua 1 trong 5 trận gần đây tại Premier League. West Ham thắng 3, hòa 2 trong 5 trận gần đây tại Premier League. 16:55, 21:19. Đội hình ra sân: Mu, De Gea, Dalot, Maguire, Varane, Alex Telles, Fred, McTominay, Bruno Fernandes, Greenwood, Ronaldo, Elanga. Dự bị: Jung, Mata, Matthew, Rashford, Lingard, Cavani, Henderson, Matic, Van de Beek. West Ham: Areola, Cuffo, Dawson, Juma, Creswell, Rashuket, Bowen, Lanzini, Fornos, Antonio. Dự bị: Iamulenko, Vazasic, Nober, Dio, Frederic, Masuaku, Johnson, Grant, Randon. Trọng tài: John Moss. 21:37, 22:01. 1. Trận đấu đã bắt đầu. Các cầu thủ West Ham mặc áo xanh quần xanh, giành quyền giao bóng trước ở hiệp 1, trong khi đội chủ nhà MU ra sân trong trang phục áo đỏ quần trắng. 22:20, đánh đầu. Bruno treo bóng chuẩn xác từ cánh trái để Ronaldo phá bẫy việc vị băng vào dứt điểm cận thành ban đầu, nhưng bóng đi chệch cột dọc hết sức đáng tiếc. 22:21, 22:23, 22:00 vào. Elanga tạt bóng rất dẻo từ cánh trái để Dalot xâm nhập vòng cấm và đánh đầu kỹ thuật vào góc xa, nhưng bóng vẫn không đi vào khung thành West Ham. 22:36, 36:00 penalty. Ronaldo đã ngã trong vòng cấm sau pha va chạm cùng Kukrama, nhưng trọng tài John Moss không cho MU được hưởng phạt đền. 22:38, 22:45, 45:00 hết hiệp 1, MU tạm hòa West Ham với tỷ số hòa 0-0. 23:03, 46:00 hiệp 2 bắt đầu. 23:09, 23:40, 84:00 trận đấu đang diễn ra khá tẻ nhạt khi MU hoàn toàn bế tắc trong việc tìm đường vào khung thành West Ham. 23:44, 87:00 vào. Suárez chạy băng cắt đánh đầu cận thành đưa bóng đi sát mép cột dọc khung thành De Gea. 23:45, 23:47, 90:00 dứt điểm. Bruno không chế bóng khéo léo trước vòng cấm trước khi chuyền bóng cho Ronaldo thoát xuống dứt điểm chân trái, nhưng tiền đạo của MU đã rơi vào thế việt vị trước đó. 23:51, phút thứ 90+3 vào Araujo. Ronaldo có bóng chuyền xuống để Matia nhả bóng cho Cavani ở cánh trái căng ngang cho Rashford đệm bóng cận thành, mở tỷ số cho MU. Va vào cuộc nhưng bàn thắng vẫn được công nhận cho Quỷ Đỏ trước West Ham. 23:52,